do là chính là đứng tất thành xây cả thành xuân của cuộc đời để đời đến mùa xuân cho dân tộc. 1930 đến giờ mùa xuân đầu tiên của Đảng thành lập với tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thank you.
Thứ thì
không thể nó cũng được, nhưng mà thứ chính là kiến thức, biết dạy chúng ta biết cách làm việc, biết phát triển kinh tế và biết làm nhiều điều với trong cuộc sống. Và thế con chúng có biết là việc bắt con mình lấy chồng sớm là vi phạm luật hôn nhân với gia đình đúng không ạ? Ôi chào, các bộ nói hay lắm. Làm sao bây giờ bữa nay thì bà tôi bắt chồng đây đây ấm ấm nó. Công an đang bắt đầu nên mình không sợ đâu. Theo quy định của pháp luật thì nam phải đủ từ 20 tuổi trở lên và nữ phải đủ từ 18 tuổi trở lên mới đủ tuổi kết hôn ạ. Và đặc biệt là theo điều 183 bộ luật hình sự năm 2015 bổ sung sửa đổi năm 2017 thì người nào mà tổ chức kết hôn cho con chưa đủ tuổi thì có thể phạt từ 10 triệu cho đến 30 triệu hoặc là phạt cải tạo 100 cho đến 2 năm nhé. Ôi 2 năm, cán bộ đi nhiều quá. Ô cán bộ nói chúng tôi không nhiều đâu. Dạ. Chúng ta sẽ theo thêm nhà thôi. Dạ, với lại em chị đừng cả cháu và cháu trai của mình như vậy là không được đâu ạ. Đấy là hôn nhân cận huyết thống đó. Mà mình biết không, là do khoa học đã chứng minh này. Như cặp vợ chồng lấy nhau mà khi chưa đủ tuổi với anh em họ hàng mà gần nhau cận huyết thống tỷ lệ sinh con là bị khuyết tật rất là cao. Vì vậy con muốn đi học tuổi mà bị cho con đi học đi nhớ. Mày nói nhiều quá. Thôi cán bộ đi về đi, mình còn đi làm nữa. Thôi cán bộ đi về đi, chúng tôi nghe cán bộ đâu, tôi phải đi làm. Ok, thôi đâu có đo cái bụng đâu, thôi cán bộ về đi cho mình đi làm. Thôi, cô đang đi làm đến, với tao. Cô bình tĩnh cho mình đến thế này xong. Mày là cái gì lên công đi làm đi. Đi làm. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, A Lý Sơn Nê đứng ngoài cửa nhìn vào phòng của Sơn Nê, thấy con mình đang nằm khóc một mình. Và tối đó, sau khi chợt mắt ngủ, bà mơ thấy cháu có anh chị đấy cả. Ôi nhầm ơi, thôi nó bị sao không có chân thế này? Dạ anh chị cứ bình tĩnh, đây là hậu quả của hôn nhân cận huyết thống đấy anh chị ạ. Ôi nhầm ơi, cứu nó ơi. Dạ cứu bác sĩ ơi. Bây giờ anh chị theo con đi làm thủ tục, mình chuyển lên bên bệnh nhi để chữa cho cháu nhé. Mình đi bác sĩ, đi nhanh lên nào. Sáng hôm sau, ôi,
À, chúng tôi đây. Con chúng tôi bị sai rồi bác chị. À, cháu chỉ bị sơ suất ngoài da thôi, nhưng mà bây giờ tâm lý của cháu đang rất là hoảng loạn, không biết cháu đã xảy ra chuyện gì mà không biết sống được với anh chị. Nơi tại mình bác chị bị bắt mà bắt thằng hen. Trời ơi, thôi buổi nào rồi mà anh chị còn bắt cháu đi lấy chồng sớm. Anh chị có biết là nếu lấy chồng sớm thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cả mẹ và con, hơn nữa trẻ sinh ra sẽ bị dị tật, và đồng thời cháu chưa có kinh nghiệm và kiến thức về gia đình nên là sẽ dẫn tới xung đột gia đình và dẫn tới lo âu trầm cảm và suy nghĩ rằng sao đấy chị ạ. Mình biết rồi, qua câu chuyện này thì mình nhớ không bắt nó lấy chồng nữa, mình chỉ về con lại trong làng là không được bắt con từ 23 tuổi lấy chồng, không nói chết giang bắt một tí. Dạ đúng rồi đấy chị ạ, anh chị đã hiểu ra đó là điều rất là tốt. Bây giờ anh chị về chăm sóc cháu cho khỏe lại và để cháu đi học, rồi sau này còn kiếm cái chữ để lo cho gia đình mình nữa chứ, đúng không ạ? Vâng, mình biết rồi. Cảm ơn bác chị. Dạ vâng, chào anh chị. Vâng. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể hội thi, nạn tảo hôn đã cướp đoạt đi quyền được học tập, vui chơi, giải trí, sự hồn nhiên của trẻ thơ, đặc biệt là trẻ em gái. Hôn nhân của huyết thống cũng đã ngập gây ra mối hiểm họa, ảnh hưởng đến giống nòi của nhiều gia đình, ảnh hưởng đến chất lượng dân số. Đó cũng chính là nguyên nhân của cái đói, cái nghèo, bệnh tật lẩn quẩn từ thế hệ này đến thế hệ khác mãi không thoát ra được. Và câu chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây, cũng mong muốn gửi đến tất cả toàn thể quý vị một thông điệp là cả tôi, cả bạn và tất cả chúng ta hãy cùng nói không với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Thank you.